Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ. Nếu dấu kỳ hoặc phép lạ này mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm và ngươi có nói rằng ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng. Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và chiếu mến Ngài. Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì hắn có dục giấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy. Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai con gái ngươi, vợ yêu mến hoặc bạn hữu thiết ngươi, dục ngươi cách mật nhiệm mà rằng, ta hãy đi hầu việc các thần khác mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết, tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu này của đất cho đến đầu kia, thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó, chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó. Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi, rồi kế sau tay của cả dân sự. Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế dục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ. Vậy cả Israel sẽ hay điều đó và sợ hãi, chẳng còn làm một việc ác dường ấy tại giữa ngươi nữa. Khi ngươi nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi ở rằng có những kẻ gian tà từ giữa mình ra dụ dỗ dân thành đó mà rằng ta hãy đi hầu việc các thần khác mà các ngươi không hề biết, thì phải tìm kiếm, hỏi thăm và tra xét cho kỹ càng bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết. Và nếu một điều gớm ghiếc như vậy đã phạm giữa ngươi, thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm, phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong, luôn với súc vật của nó. Đoạn, ngươi phải gom hết thảy của cướp tại giữa phố thành, rồi đốt hết thành và hết mọi của cướp nó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì nó sẽ thành một đống hư tàn mãi mãi, không hề được cất lại nữa. Phàm vật đáng tận diệt, chẳng nên còn gì dính lại mãi may nơi tay ngươi, để khi ngươi vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, và làm điều ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va nguôi cơn giận Ngài, làm ơn cho và đoái thương ngươi, khiến cho ngươi thêm nhiều lên, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Chương 14. Các ngươi là con cái Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt, bởi ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Chớ ăn một vật chi gớm ghiếc. Này, những loài vật mà các ngươi được ăn: con bò, con trừu, con dê cái, con nai đực, con hoàng dương, con hươu đực, con dê rừng, con sơn dương, con bò rừng và con linh dương. Trong những loài vật, các ngươi được ăn con nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi. Nhưng trong những con vật nhơi có móng rẽ ra và chân chia hai, này là những con các ngươi không phép ăn: con lạc đà, con thỏ rừng và con thỏ nhà. Chúng nó nhơi, song không có móng rẽ ra, phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Con heo cũng vậy, vì nó có móng rẽ ra nhưng không nhơi,
phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Chớ ăn thịt của các con vật đó và chớ đụng đến xác chết chúng nó. Phàm loài nào ở trong nước có mang và có vảy thì các ngươi được ăn. Nhưng con nào không có mang, không có vảy thì chẳng nên ăn, phải cầm là không sạch cho các ngươi. Các ngươi được ăn mọi con chim sạch. Song, này là những con các ngươi không nên ăn: chim ưng, chim ngạc, con kên kên, con diều, con ó và mọi thứ lão ưng, mọi thứ quạ, chim đà điểu, con tu hú, chim thủy kê và mọi thứ bọ cắt, chim mèo, chim uột, con hạc, chim thằng bè, con còng cọc, chim thằng cọc, con cò và mọi thứ diệt, chim rẽ quạt và con dơi. Mọi loài côn trùng hay bay sẽ là không sạch cho các ngươi, chớ nên ăn. Các ngươi được ăn mọi con chim sạch. Các ngươi chớ ăn một con thú nào chết tự nhiên. Hãy đưa nó cho người khách ngủ trong thành mình, và người ấy sẽ ăn nó, hay là mình cũng được bán cho người ngoại bang, vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. Mỗi năm, ngươi chớ quên đóng thuế 1/10 về huê lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sinh sản. Tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế 1/10 về ngũ cốc, rượu, dầu và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm xa quá cho ngươi, đến đổi không thể đem nộp của thuế 1/10 ấy được, vì chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài cách xa ngươi, thì bây giờ ngươi hãy đổi thuế 1/10 đó ra bạc, cầm bạc này trong tay, đi đến nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn, rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thức chi mình ước ao, hoặc bò hay chiên, hoặc rượu hay là đồ uống say, tức là mọi món chi mình muốn. Ngươi phải ăn nó tại đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vui vẻ với gia quyến mình. Chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người không có phần, cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với người. Cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy 1/10 của huê lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. Bây giờ người Lê-vi vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi và người quá bụa ở trong thành ngươi, sẽ đều đến ăn cho no nê, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm. Chương 15. Cuối mỗi năm thứ bảy, ngươi phải làm năm giải thích. Này là lệ của sự giải thích. Phàm chủ nợ phải giải thích món vay mà mình đã chịu cho kẻ lân cận mình vay. Ngươi chớ thúc kẻ lân cận mình hay là anh em mình trả lại, vì người ta đã cáo rao năm giải thích cho Đức Giê-hô-va. Ngươi được thúc người ngoại bang trả lại. Song, ví anh em ngươi có vật chi thuộc về mình, thì phải tha vật ấy cho người. Nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va sẽ quả hẳn ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, miễn ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cẩn thận làm theo các điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi y như Ngài đã phán. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn chính ngươi không vay ai. Ngươi sẽ quản hạt nhiều nước, song các nước ấy sẽ chẳng quản hạt ngươi. Nếu trong thành nào của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo, thì chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó. Ngươi khá xè tay mình ra, cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Khá coi chừng, kẻo có một ác tưởng nơi lòng ngươi rằng năm thứ bảy tức là năm giải thích hầu gần. Khá coi chừng, kẻo mắt ngươi chẳng đoái thương anh em nghèo của mình, không giúp cho người gì hết, e người kêu cùng Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội chăng? Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc. Vì tại cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi,
và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng, khá xè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi. Khi một trong các anh em ngươi là người Hebrew, bất luận nam hay nữ, bị bán cho ngươi, thì sẽ hầu việc ngươi trong 6 năm. Xong qua năm thứ 7, ngươi phải giải phóng người. Khi ngươi giải phóng người, chớ cho người đi ra tay không. Phải cấp cho người một vật chi, hoặc trong bầy mình, hoặc của sân đạp lúa mình, hoặc của hầm rượu mình. Tức là cấp cho người vật bởi trong của cải mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho ngươi. Hãy nhớ rằng, mình đã làm tôi mọi trong xứ Egypto, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi. Bởi cớ ấy, ngày nay ta truyền cho ngươi làm các điều này. Nhưng nếu kẻ tôi mọi ngươi nói rằng, tôi không muốn đi ra khỏi nhà chủ, vì nó mến ngươi và gia quyến ngươi, lấy làm thỏa lòng phục dịch ngươi, thì bây giờ ngươi phải lấy một cái dùi để tai người kề cửa mà xỏ. Vậy ngươi sẽ làm tôi tớ ngươi luôn luôn. Ngươi cũng phải làm như vậy cho tớ gái mình. Ngươi chớ có nặng lòng mà giải phóng người, vì người đã phục dịch ngươi 6 năm, ăn phân nửa công giá của một người làm mướn. Vậy Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong mọi công việc ngươi làm. Ngươi phải biệt riêng ra thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mọi con đầu lòng đực sinh trong bầy bò hay chiên của ngươi. Chớ cày bằng con đầu lòng của bò cái mình, và chớ hớt lông con đầu lòng của chiên cái mình. Mỗi năm, ngươi và gia quyến ngươi sẽ ăn nó trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Ngài sẽ chọn. Nhưng nếu nó có tỳ vít chi, què hay đuôi, hoặc bị tật nặng khác, thì chớ dâng nó cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, phải ăn nó trong thành mình. Kẻ bị ô uế và kẻ được sạch cũng đều được ăn hết, như ăn con hoàng dương hay là con nai đực. Chỉ ngươi chớ ăn huyết nó, phải đổ huyết trên đất như nước vậy. Thơ thứ nhất của Giăng, chương 1. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng, Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Chương 2. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói,
ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe. Xong le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Con thì cũng không có Cha, ai xưng Con thì cũng có Cha nữa. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Ta đã viết cho các con những điều này chỉ về những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra. Chương 3. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta,
vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thánh sạch, cũng như Ngài là thánh sạch. Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi, tức là sự trái luật pháp. Và các con biết Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình. Kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Và lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chớ làm như Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đứng cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạng dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vẫn giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Và này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Thi Thiên 45. Lòng tôi đầy tràn những lời tốt, tôi nói điều tôi vịnh cho vua. Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Hỡi đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài. Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ và sự công bình, hãy lấy sự oai nghi Ngài cưỡi xe lướt tới cách thắng trận. Tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh, các mũi tên Ngài bén nhọn bắn thấu tim kẻ thù nghịch vua. Các dân đều ngã dưới Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng. Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác, cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trỗi hơn đồng loại Chúa. Các áo sống Ngài bay mùi thơm một dược, trầm hương và nhục quế.
Từ trong đền ngà có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài. Trong bọn người nữ tôn quý của Ngài có các công chúa, hoàng hậu đứng bên hữu Ngài, trang sức vàng Ophir. Hỡi con gái hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai. Khá quên dân sự và nhà cửa cha của con, thì vua sẽ mộ nhan sắc con, vì Ngài là Chúa con, hãy tôn kính Ngài. Con gái Tyre sẽ đem lễ vật đến, và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con. Công chúa trong đền được rất vinh hiển, áo sống nàng đều thêu dệt bằng vàng. Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua, các nữ đồng trinh là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến Ngài. Họ sẽ được dẫn đến có sự vui vẻ và khoái lạc mà vào đền vua. Các con trai Ngài sẽ thay cho tổ phụ Ngài, Ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian. Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời. Vì cớ ấy, các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.